Có lẽ khi mọi người đang ngồi đây, tôi đã rời cõi tạm trần gian, đi về một nơi rất xa. Cuộc đời này, ai sinh ra mà không tử? Đến rồi lại đi. Có chăng điều còn là tình thương để lại trên đời? Tôi sinh ngày mùng 10 tháng 5 năm 1949, giữa vùng quê nghèo, xóm Cần Thanh, Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa. Vào đúng cái thời bom rơi đạn lạc, chiến tranh kéo dài triền miên. Đêm hôm đó, trời mưa to gió lớn, Pháp thả bom xuống làng. Mẹ tôi bế tôi chạy giặc vào làng Viềng, rồi đánh rơi tôi. Chính vì vậy, mọi người mới gọi tôi với biệt danh là Vân Viềng. Nhớ hồi còn nhỏ, nhà đông anh em, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, củ sắn cõng củ khoai. Ấy vậy mà cũng nuôi anh em tôi khôn lớn. Năm 1965, tôi vừa tròn 16 tuổi. Hồi đó theo cha mẹ cùng các em ra Nga tiến xây dựng vùng kinh tế mới, nơi mà những bãi sậy, gốc sú, gốc vẹt, bãi bồi dài mênh mông và những con sông đổ ra cửa biển. Những tháng 3 ngày 8, biển động, sóng to gió lớn. Bên hiên nhà đất, vợ chờ chồng, con ngóng cha nơi cửa sông cửa lạch trở về. Vậy mà nơi đây, bà con xóm làng đồng sức đồng lòng cùng hợp tác xã đào ngánh đắp đê, phục vụ chăn nuôi, tăng gia sản xuất, tạo ra những cánh đồng cói, gò ngô, gò khoai xanh mướt. Làng xã Nga Tiến cũng bắt đầu được hình thành từ đó. Tuổi trẻ với nhiều hoài bão, ước mơ giúp đời, giúp người, tôi đã được chính quyền, ủy ban nhân dân xã cử đi học y sĩ để về phụng sự cho bà con nhân dân. Bằng tấm lòng y đức, sự tận tâm, tôi đã giúp đỡ bà con khắp làng trên ngõ dưới, không kể khuya sớm, từ việc cấp phát tiêm thuốc. Bởi vậy, người dân trong vùng từ già đến trẻ ai cũng cảm mến. Năm 1969, thời gian thấm thoát thoi đưa, định mệnh thiên duyên tiền kiếp sắp đặt cho tôi gặp người con gái tôi thương, bà Nghiêm Thị Hải. Chúng tôi cùng nhau xây dựng tổ ấm, đào ao, đắp được căn nhà đất đầu tiên, và tình yêu cứ thế đơm hoa kết trái. Năm 1973, mùng 3 Tết Quý Sửu, Mai Đức Hoàng, đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi, cất tiếng khóc chào đời. Niềm vui như vỡ òa giữa muôn vàn hạnh phúc. Giờ đứa con đầu lòng đó đã sinh được một trai, ba gái, các cháu cũng đã trưởng thành. Năm 1975, hai năm sau, con thứ hai Mai Thị Huyền chào đời. Giờ đã lập gia đình, cũng sinh được hai trai, hai gái, các cháu đều ngoan hiền và thành đạt. Năm 1978, ba năm sau, Mai Đức Hoàn, đứa con thứ ba chào đời, cũng đã lập gia đình, sinh ra được hai cậu con trai. Các cháu đều học giỏi và nghe lời ông bà, cha mẹ. Năm 1982, bốn năm sau, Mai Đức Hùng, đứa con trai thứ tư chào đời, giờ chưa chịu lấy vợ, mải mê học tập và lập nghiệp. Năm 1986, Mai Thị Tuyết chào đời. Được vài năm sau, do định mệnh duyên trời, cháu đã đi xa. Năm 1989, Mai Đức Huy, đứa con thứ sáu chào đời, giờ đã có một cô công chúa nhỏ rất kháu khỉnh và dễ thương. Năm 1992, Mai Thị Thương, cô con gái út chào đời, giờ cũng đã lập gia đình, có một trai, một gái. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông con, nhưng vợ chồng tôi vẫn đồng cam cộng khổ để nuôi dưỡng các con lớn khôn nên người. Anh em đùm bọc, yêu thương, bảo ban nhau học tập, làm ăn kinh tế. Tôi có dâu Hiền, rể Thảo và hơn 10 đứa cháu nội ngoại luôn sum vầy. Đứa nào cũng lễ phép,
chăm ngoan học giỏi. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, tôi biết bà và các con chăm sóc để kéo dài sự sống cho tôi. Nhưng cuộc đời tôi đã được định mệnh. Theo quy luật tự nhiên, mỗi con người sinh ra đều phải trải qua các giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Bóng xế chiều đã ngả, chiếc đèn dầu đã cạn, còn lại hơi thở cuối cùng. Tôi xin tạm biệt cõi trần những mối lương duyên, bà con chòm xóm, gia đình và những người đã giúp tôi trên cõi đời, đặc biệt là người vợ thân thương. Tôi về thế giới bên kia để lại muôn vàn nỗi nhớ.